ngay thời điểm bây giờ, đối với bản thân riêng của Thuận mà thôi đó, thì chưa bao giờ trong thời gian 7 năm qua Thuận đầu tư crypto mà Thuận có nhiều BTC như là thời điểm hiện tại. Có thể là đối với nhiều bạn đó, cái số lượng BTC này không đổi nhiều, nhưng mà đối với Thuận đây là cái số lượng nhiều nhất mà Thuận từng lưu trữ. Cho nên ngay thời điểm này đó, Thuận cảm thấy là BTC cũng tạm ổn rồi các bạn. Cho nên Thuận mới chú tâm nhiều hơn vào Ethereum, rồi sau đó mới bắt đầu thu mua thêm những đồng khác. Hello, hello. Xin chào các bạn, đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ở phần này của video đó, Thuận muốn dành một ít thời gian để mà cập nhật danh mục đầu tư với các bạn. Tại vì đây là cái cập nhật Thuận đã chia sẻ cách đây vài ngày, ngày Chủ nhật rồi. Nhưng mà tại vì mấy hôm nay có nhiều thông tin, cho nên Thuận chưa có thời gian để mà chia sẻ chi tiết với các bạn. Nhưng mà đây là cái cập nhật mới nhất liên quan tới danh mục crypto của Thuận. Và đương nhiên Thuận chia sẻ những cái thông tin này đó chỉ là vì mục đích cung cấp thông tin, tại vì nhiều bạn muốn biết mà thôi, chứ không phải là lời khuyên đầu tư. Nhiều bạn cũng đã biết là Thuận chỉ đầu tư vào một số lượng đồng nhỏ mà thôi, thường không có thời gian để mà đầu tư nhiều đồng và theo dõi nhiều đồng. Cho nên một đồng nào mà không có trong danh sách này cũng không có nghĩa là Thuận không có thích hay là không có nghĩ là đồng đó đồng tốt. Và ngược lại, những đồng nào mà trong danh sách này cũng chỉ đơn giản là tại vì Thuận có đồng tin mà thôi, chứ không phải là các bạn cứ xem rồi cứ copy theo. Đây đơn giản là chỉ là một cái gì đó chia sẻ để các bạn rõ ràng hơn là khi Thuận chia sẻ thông tin hàng ngày đó, Thuận đang lưu trữ những đồng nào để các bạn có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân của mình là thông tin của Thuận có giá trị đến mức nào. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là sau khi mà Thuận có cái số lượng BTC tăng lên một cách đột biến, các bạn đã nhớ là đó là đầu tháng 3, từ mức 57.89% mà tăng lên tới 70.74%. Tại vì lúc đó đó Thuận đã đổi hết USDC qua BTC vì cái lý do là USDC mất peg. Như bạn cũng đã biết, Thuận chia sẻ thông tin này chi tiết hơn rất là nhiều rồi. Nhưng mà sau đó thì giá BTC đó lại tăng rất là nhanh các bạn. Lúc mà Thuận thu mua đó, lúc đó là BTC chỉ có mức giá là khoảng 20.000 mà thôi, rồi nó lên 22-24.000 rất là nhanh. Và từ đó đi thẳng lên tới 29.000 luôn các bạn. Và vì lý do là Thuận đã có rất nhiều BTC một cách nhanh chóng như vậy, thì sau đó Thuận đã quyết định là chốt lời ra để mà cân bằng lại cái số lượng tiền mặt của mình. Tại vì sau khi thu mua rồi đó, cái số lượng tiền mặt rất là thấp, để Thuận chia sẻ chi tiết hơn với các bạn một lát nữa. Thì sau đó đó Thuận chốt lời, và chúng ta được là tuy Thuận chốt lời nhưng mà cái phần trăm BTC vẫn tăng, tại vì giá tăng, tăng đến mức khoảng chừng là 29.000 đô đó. Lúc đó Thuận chia sẻ ra Thuận chốt lời thêm nữa, và sau đó là Thuận đã ngưng chốt lời như Thuận đã chia sẻ với các bạn từ Chủ nhật tới bây giờ. Và khi mà Thuận ngưng chốt lời đó thì chúng ta được là tới lúc này thì BTC chiếm phần trăm là 69.77%. Ethereum đó vẫn là đồng đứng thứ nhì, chiếm 18.57% các bạn. Nhưng mà Ether phần trăm này đối Thuận thì không có nhiều, cho nên Thuận sẽ tiếp tục tích lũy thêm Ethereum. Và Thuận đã tích cực thu mua Ethereum mấy ngày qua rồi. Đồng mà Thuận lưu trữ nhiều thứ ba đó chính là BNB 6.57%, Cardano là 2.55%, XRP là 0.85%, Matic là 0.56%, Doge 0.66%, Solana là 0.4%, và những đồng nhỏ khác là 0.07% các bạn. Như là các bạn nhìn thấy trên màn hình thì nhiều nhất vẫn là BTC, rồi tới Ethereum, rồi tới BNB, rồi mới tới Cardano. Rồi sau đó chúng ta mới có những đồng nhỏ hơn như là Matic, Doge, XRP. Và khi mà nhìn vào tổng danh mục đầu tư đó thì các bạn thấy được tiền mặt của Thuận sau khi mà đi thu BTC chỉ còn có 7.5 mà thôi. Đây là cái số lượng tiền mặt phần trăm rất là thấp, cho nên khi mà BTC tăng giá mà Thuận có lời, Thuận cũng đã tranh thủ để mà chốt lời để có thêm tiền mặt. Bây giờ Thuận mức là 14.1% thì coi như cũng tạm ổn nữa các bạn. 14.1% tiền mặt là cái phần trăm tiền mặt Thuận cảm thấy là cũng khá là an toàn. Crypto đó thì bây giờ chiếm tỷ lệ là gần như 60% của tổng cái tài sản của Thuận. Kế đó là cổ phiếu chiếm 3.5% và những cái tài sản khác như là bất động sản, hợp đồng đầu tư vân vân thì chiếm 23% của tổng tài sản của Thuận hiện tại. Crypto vẫn là cái phần lớn nhất. Ngay thời điểm bây giờ, đối với bản thân riêng của Thuận mà thôi đó, thì chưa bao giờ trong thời gian 7 năm qua Thuận đầu tư crypto mà Thuận có nhiều BTC như là thời điểm hiện tại. Có thể là đối với nhiều bạn đó, cái số lượng BTC này không đổi nhiều, nhưng mà đối với Thuận đây là cái số lượng nhiều nhất mà Thuận từng lưu trữ. Cho nên ngay thời điểm này đó, Thuận cảm thấy là BTC cũng tạm ổn rồi các bạn. Cho nên Thuận mới chú tâm nhiều hơn vào Ethereum, rồi sau đó mới bắt đầu thu mua thêm những đồng khác. Đó là cái chiến lược hiện bây giờ của Thuận. Thì Thuận lập cái kênh này ra, thứ nhất là muốn chia sẻ những thông tin, giải thích một số vấn đề với các bạn. Thứ nhì nữa thì cũng muốn chia sẻ quá trình đầu tư với các bạn, cũng như là Thuận và các bạn cùng nhau đồng hành đầu tư trong thị trường crypto này. Thông tin như Thuận chia sẻ đó là chỉ dùng để tham khảo, không phải là lời khuyên đầu tư, vì mỗi bạn sẽ có một vị thế, thời gian và nhu cầu đầu tư khác nhau. Nhưng mà có một số cái quy định chung đó Thuận đặt ra các bạn có thể tham khảo. Đó chính là thứ nhất, đừng tin ai hết. Các bạn chỉ nên tin bản thân của mình trong thị trường này mà thôi. Có nhiều người có thể là họ cũng có đồng tốt, họ muốn
giúp đỡ các bạn, họ có kèo ngon hay là họ có một đồng nào họ cảm thấy là họ rất tin tưởng, họ chia sẻ với các bạn, nhưng mà có thể là họ cũng sai. Cho nên các bạn tin một người mà thực sự muốn tốt cho các bạn, nhưng mà thật ra họ cũng có thể là có những dự đoán sai lầm dẫn đến các bạn có thể là bị lỗ khi đầu tư. Cho nên đừng tin ai. Và đương nhiên kế đó thì các bạn nên tự tìm hiểu chứ đừng nên hỏi ai gì hết. Thật ra bây giờ đó, năm 2023 rồi, nhiều thông tin miễn phí trên mạng đó các bạn. Lúc mà Thuận mới tham gia thị trường này đó, tiếng Anh còn ít thông tin chứ đừng nói là tiếng Việt. Tiếng Việt hầu như là không có mấy người chia sẻ chi tiết về những đồng này, những cái sự kiện liên quan đến crypto. Bây giờ có rất nhiều thông tin rồi. Hầu như bây giờ đã nhiều thông tin hơn là bạn có thời gian đọc. Cho nên tự tìm hiểu là điều tốt nhất. Tự giữ crypto, tại sao các bạn cũng đã biết rồi. Các bạn nên tự tìm hiểu làm sao để mà tự lưu trữ ví nóng, ví lạnh. Nhớ chốt lời, nếu các bạn không chốt lời thì người khác sẽ chốt lời giùm các bạn. Phân bổ vốn rất là quan trọng. Nếu các bạn không phân bổ vốn đó, các bạn gặp một sự cố lớn như là Luna thì các bạn sẽ thấy là mất hết tất cả. Cho nên phân bổ vốn rất là quan trọng. Không vay mượn. Các bạn đầu tư đã căng thẳng rồi, các bạn vay mượn đầu tư thì sẽ càng căng thẳng hơn và sẽ dẫn đến nhiều quyết định sai lầm. Và đương nhiên, zoom out dài hạn là cái tiêu chí đầu tư bao nhiêu năm nay của kênh. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong mỗi video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.